Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp của Sốc Công Nghệ TTT nhé. Ở đây thì mình đang trả mời comment của bạn Khang Khang, có nick là 3947. Máy này chơi game thời gian dài có nóng như các đời trước hay không? Bạn đang hỏi đây là chiếc Asus Renfrewer G14GA401QM. Chiếc máy này là ở phân khúc máy gaming siêu mỏng nhưng có hiệu năng cực kỳ cao, giúp cho các game thủ cũng như các bạn làm đồ họa cực kỳ tốt. Bạn có thể đọc tất cả những cái comment của khách hàng đã comment trực tiếp chiếc máy này. Ví dụ ở trên, hài lòng khi mình chơi liên minh không bị tụt là một này, thời lượng pin máy tốt hơn so với những dòng laptop khác này, chắc chắn tay mà còn cá tính nữa. Đấy là rất nhiều comment tốt. Bây giờ để thực tế thì chúng ta sẽ qua các bài test của chiếc Asus GA401QM, nó có thực sự mát mẻ mà ngon lành như thế hay không nhá. Mời em cũng như mọi người đón xem. Vâng, thưa các bạn, là trọng lượng tổng thể của chiếc máy đó là 1,68kg các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy là thiết kế đặc trưng đấy, của dòng Renfrewer này, logo của nó này. Ở đây các bạn sẽ thấy là với công nghệ CMC chính xác tuyệt đối của nó lên đến 6536 cái lỗ này các bạn này. Đấy. Một chiếc máy gaming nhưng thiết kế cực kỳ tinh xảo. Với vỏ máy được làm bằng nhựa cũng như hợp kim nhôm, mazue, cấu tạo là chiếc máy cực kỳ chắc chắn luôn. Tản nhiệt đằng sau kiểu dạng như này rất thể thao này. Và những chi tiết những chữ Renfrewer này các bạn sẽ thấy là cái vân kiểu bảy màu. Cái logo này cũng vậy các bạn ạ. Nó có thể thay đổi màu sắc khi chúng ta mà chuyển ánh sáng nhé. Thay đổi ánh sáng. Ở bên này thì là một hốc tản nhiệt này, cổng sạc này, cổng HDMI, USB Type-C. Và đây thêm cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5 các bạn nhé. Cổng này có khả năng sạc điện này các bạn này. Nó có khả năng sạc pin qua cổng Type-C này. Có nghĩa là xin lỗi các bạn là cắm nguồn qua cái cổng Type-C. Nếu mà các bạn kiếm một cái sạc đủ công suất để cắm vào đây nhé. Đằng trước thì các bạn thấy là thiết kế nó sẽ hơi bóp vào một chút để các bạn mở máy này. Nó đơn giản này. Đó. Ở bên này cũng có một cổng Type-C. Cái này Type-C truyền thống nhưng mà các bạn sẽ không cắm sạc vào cổng này được các bạn nhé. Hai cổng USB và hốc tản nhiệt này, lỗ khóa của máy này. Rất tiếc là trên các phiên bản được trang bị chip Zen sẽ không được trang bị cổng Thunderbolt 4 các bạn ạ, mà chỉ có USB Type-C. Cái này thì hơi thua thiệt một chút so với công nghệ chip của Intel các bạn nhé. Đây các bạn thấy là thiết kế bản lề của chiếc Asus này nó cũng cực kỳ đặc biệt theo kiểu dạng cơ chế lưng này. Đấy, thực ra trên cái dòng Dell cũng đã được trang bị rất nhiều chiếc máy như này. Khi các bạn ở mở cái góc nhất định ấy, thì nó sẽ nâng cái phần đế này lên và chống cái phần màn hình này xuống, thì tản nhiệt của máy nó cũng sẽ tốt hơn, không khí nó tuần hoàn bên dưới tốt hơn. Và nó giấu kiểu bản lề như này ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó cũng sẽ rất là đẹp đúng không? Bên dưới này, không khí sẽ được hút vào đây. Đây là hai góc loa này, đẩy khí nóng ra đằng sau. Việc các bạn muốn tháo chiếc máy này ra để vệ sinh bảo dưỡng nâng cấp thì cũng không quá khó các bạn ạ. Các bạn chỉ tháo hết những cái ốc này, sẽ nhìn thấy nội tạng bên trong của chiếc máy này. Các chi tiết ở đây các bạn thấy là những cái thông tin, thông số kỹ thuật thì các bạn có thể check ở đây, như serial number và mọi thứ này. Tên mã máy này GA401Q. Một đây là cái model này, tên của cái máy đấy các bạn ạ. Nhiều bạn không biết cái tên của máy là gì thì các bạn nhìn vào đây nhá. Bây giờ thì mình sẽ mở chiếc máy này ra để xem khả năng nâng cấp của máy ra sao và thiết kế chất lượng bo mạch nó như nào thì mình sẽ nói luôn cho mọi người nhá. Vâng, thưa các bạn, thì mở chiếc máy này ra thì không quá khó các bạn ạ. Các bạn thấy là một cái bo mạch cực kỳ nổi bật màu đỏ này. Ở đây chúng ta sẽ có thấy là một slot cắm RAM. Một slot cắm RAM ở đây thì các bạn sẽ thấy là cấu hình theo máy thì là RAM 16GB đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là một RAM onboard trên máy là 8GB. Vị trí là chúng ta cắm một que 16 vào thì nó sẽ là 24GB RAM, thì tối đa chiếc máy này nhá. Còn nếu mà các bạn cắm một que 32GB thì nó sẽ lên 40GB RAM. Nhưng mà thông số của nhà sản xuất thì mình đang thấy nó chỉ nhận có 24GB thôi. Cái này thì mình chưa test thử nên mình chưa biết chắc chắn nhé. 1, 2, 3 này, 4 này. Các bạn thấy là ống đồng cực kỳ nhiều luôn. 1, 2, 3, 4 ống đồng. Hai quạt tản nhiệt này, mặc dù chiếc máy rất bé. Con này hơi đáng tiếc một chút thì bên trong máy nó chỉ có một slot cắm ổ cứng thôi, mà là không phải là hai nhá. Hơi đáng tiếc một chút. Chiếc máy sẽ nâng cấp tối đa ổ cứng của chiếc máy này đó là 2TB. Đây hai cái loa của máy này, bên cạnh này. Pin của máy với dung lượng cực kỳ lớn luôn các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy là pin dung lượng của máy nó lên đến bao nhiêu? 76Wh, có thể duy trì chúng ta dùng khoảng 7 đến 8 tiếng chế độ dùng văn phòng, độ sáng khoảng 50%. Còn nếu như các bạn mà sử dụng chơi game liên tục thì có lẽ sẽ được khoảng 3 đến 4 giờ thôi. Con này hơi đáng tiếc một chút là chỉ có một khe cắm ổ cứng mà không phải là hai. Các bạn lưu ý thì với một khe cắm ổ cứng mà không may ổ cứng SD mà các bạn dùng mà nó bị chết ấy, thì chúng ta sẽ phải thay một cái ổ cứng mới mà rất khó lấy dữ liệu bên trong máy nhá.
Tóm tắt lại, chiếc máy này chỉ cho phép các bạn nâng cấp duy nhất chỉ là ổ cứng lên đến 2TB và RAM có thể mở rộng tối đa 24GB. Tất cả các linh kiện CPU và GPU đều được onboard trực tiếp trên bo mạch chủ mà không thể nâng cấp. Bây giờ thì mình sẽ lắp chiếc máy này vào để test hiệu năng thực tế của máy ra sao nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, là một chi tiết trên những dòng máy mà dòng Renfrewers đó là không có camera các bạn ạ. Bởi vì nó sinh ra ấy, nó dành cho game thủ cũng như các bạn mà chuyên dùng để dựng video 4K và cũng như công việc về kỹ thuật mà cần một chiếc máy kiểu dạng như là bảo mật cao. Đấy, không có cam. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Nhưng vẫn có mic nhá. Đấy, còn nếu mà các bạn muốn dùng cam thì anh em phải cắm thêm một cái webcam từ bên ngoài. Và cái màn hình anh em sẽ nhìn thấy luôn, nó là Full HD 144Hz. Và đặc biệt là màn hình của nó là 100% RGB. Trong cái đó các phiên bản tại Việt Nam thì nó không được 100% các bạn nhé. Và có một cái chứng chỉ, đó là chứng chỉ Pantom. Đây là cái chứng chỉ màu chuyên dụng dành cho anh em thiết kế. Đấy, đã được công nhận trên toàn thế giới các bạn nhé. Cái màn hình của nó là rất là chuẩn màu luôn. Bàn phím này, anh em sẽ nhìn thấy này. Có lẽ phím màu trắng này anh em nhìn này. Phím bật nguồn đây nhá. Hai hốc loa này. Đấy, những cái phím... Đây là cái phím bật cái tính năng. Đây, mình đang bật này. Nó là cái này này các bạn này. Đó. Armory Connect này, các bạn bấm vào đây. Các bạn có thể tăng giảm bàn phím và bật chế độ turbo quạt. Đây các bạn sẽ nhìn này, này. Phím, trên phím F5 này. Đều đầy đủ hết nhé. Tắt loa này, vân vân. Đây, các phím chức năng đều có này các bạn này. Bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu phần cứng bên trong của chiếc máy này nhá. Đầu tiên là các bạn chuột phải vào đây. ZPC này, các bạn bấm vào đây nhá. À, có một chi tiết rất hay là nó ở đây có con chip bảo mật vân tay. Nó ở trên phím nguồn này các bạn này. Đây, vừa là phím bật nguồn nhưng vừa là phím, vừa là con chip bảo mật vân tay nhá. Hay đấy, đây là tính năng bảo mật tốt à. Đây, rất ít những dòng máy gaming mà có chip bảo mật vân tay thì nó sẽ bảo mật người dùng bên trong. Nếu không phải chủ nhân của chiếc máy thì mình nghĩ là trên thế giới này là các hack cũng không thể mở được các bạn nhé. Bluetooth được trang bị trên máy của MediaTek này, 5.1. Đây là Bluetooth nhanh và mạnh nhất bây giờ. Nó chỉ chậm hơn con 5.2 thôi. Ổ cứng trong máy cũng dùng rất xịn, ổ cứng của Intel luôn, dung lượng là 512GB. Đây, Vega các bạn sẽ nhìn thấy là RTX 3060 này, cực mạnh luôn này. Và Vega On của máy là AMD Radeon Graphics nhá. Wi-Fi được trang bị trên máy là Wi-Fi 6 này. Đây, anh em sẽ nhìn con chip Ryzen này, Ryzen 7 5800HS này, mạnh chưa? Một chiếc máy có màn hình 14 inch nhưng có CPU 8 lõi 16 luồng luôn, cực mạnh luôn, Vega 6GB. Quá đỉnh. Đây, anh em sẽ thử luôn sức mạnh của CPU nhá. Đây là phần mềm CPM 15R. Các bạn thấy là cái hiệu năng của CPU nó là 8 lõi 16 luồng, nó render rất nhanh. CPU có càng nhiều lõi càng nhiều luồng thì render càng nhanh các bạn nhé. Đây anh em thấy điểm số lên đến 1927 luôn. Vâng, thưa các bạn, thì với phần mềm CPM 15R, ở đây thì chúng ta sẽ thấy là chấm điểm hiệu năng của CPU và GPU. Các bạn thấy là thông số kỹ thuật của em CPU này là 8 lõi 16 luồng và có thể hoạt động công suất tối đa là 35W các bạn nhé. Xung nhịp hoạt động thì các bạn sẽ thấy là từ 2.8 và có thể turbo boost đến 4.40. Bộ nhớ L3 của máy là 16MB đấy các bạn ạ. Và tiến trình sản xuất chip của nó là TSMC với tiến trình sản xuất chip là 7 nanomet anh em nhé. Với dòng RTX 3060 của NVIDIA thì với dung lượng bộ nhớ gốc là 6GB, các bạn thấy là chạy cực kỳ mượt. Điểm số các bạn thấy là 141.47 FPS luôn. Các bạn sẽ sợ là một chiếc máy cấu hình nó mạnh như này thì nó có nóng hay không, thì chúng ta sẽ test thêm một phần mềm nó gọi là Fullmax. Chúng ta sẽ gen hết hiệu năng của CPU nhá và GPU. Ở đây thì mình sẽ cài thêm một phần mềm là MSI Advanced. Vâng, thưa các bạn, thì ở đây thì mình đã test qua phần mềm Fullmax này. Các bạn thấy là nhiệt độ nó hoạt động cực kỳ ổn định và đặc biệt là cái hệ thống quạt bên trong máy nó cũng rất là êm. Hầu như là mình chưa nghe tiếng động quá nhiều. Đây, bây giờ bắt đầu chạy hết công suất này. Các bạn chú ý nó có phím FL này. Các bạn có thể bật chế độ quạt này. F5 đây nha các bạn nhé. Đây. Thì các bạn có thể tăng tốc quạt với chạy max hay chạy ở chế độ auto bình thường. Nói chung đến mức nhiệt độ như này thì nó rất là mát mẻ rồi.
Ở đây chúng ta thấy là GPU thì nó chỉ mức cao nhất là 72 độ C cho GPU 1 và GPU 2 chỉ có 66 độ, đó là cho cặp màn hình nha các bạn ạ. Các bạn ơi, trên cái phần mềm nó gọi là ROG Armoury Cred ý, thì nó có cái tính năng mà chuyển đổi và các bạn có thể tắt giảm cho quạt, thì vừa nãy thì mình đã giới thiệu mọi người rồi. Đây các bạn thấy là nhiệt độ hoàn toàn ổn định và khi hoạt động mức hiệu năng cao nhất thì các bạn có thể nghe thấy gió nó phả ra. Đây các bạn sẽ nhìn thấy là hơi nóng, nếu mà các bạn để tỉ tay này thì khá nóng đấy các bạn nhé. Còn nhiệt độ như này nó hoàn toàn ổn định để các bạn có thể sử dụng. Đây các bạn thấy là cái giao diện của phần mềm Armoury Cred này, đẹp không? Các bạn có thể tìm mọi thông số kỹ thuật ở bên trong của chiếc máy này với một số tính năng hoạt động. Ở đây thì mình chưa update cái phần mềm này, các bạn có thể update nhé. Cái này dùng thì nó cũng dễ thôi. Có rất là nhiều tính năng này, anh em sẽ tự tìm hiểu nhé. Vâng, thưa các bạn, thì ASUS đã trang bị công nghệ âm thanh VOM. Đấy, nó gọi là âm thanh VOM 5.1.2. Với công nghệ của Dolby Atmos, các bạn có thể thấy là nghe với hai loa, nghe khá là ok. Chuyển đổi giữa 6 chế độ được tối ưu cho các game thủ. Đấy, các bạn có thể tùy chọn chế độ âm thanh và phần mềm nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy là góc nhìn của màn hình IPS thì nó cũng rất là rộng luôn. Ở Việt Nam thì có cả phiên bản màn hình 2K, nhưng ở đây là mình mang về phiên bản màn Full HD. Nhưng tỷ lệ bao phủ màu của nó lên đến 100% ARGB. Và màn hình thì có chống lóa, các bạn có thể làm việc liên tục mà không sợ mỏi mắt nhá. Lại có chứng chỉ Pantom. Nên khi các bạn thiết kế design thì nó sẽ là gam màu cực kỳ chính xác luôn. Tỷ lệ tương phản của màn hình lên đến 845 trên 1 điểm đen. Đấy. Adobe ARGB là 67,7% anh em nhá. Chất lượng màn hình vô cùng tuyệt vời. Các bạn chú ý trên màn hình vẫn hỗ trợ công nghệ là GSINC. Đây là các bạn, là nó cái tính năng gọi là chống phân mảnh màn hình đấy anh em ạ. Để các bạn có thể kết nối cho màn hình bên ngoài nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử sức mạnh dựng video của chiếc máy này nó ra sao nhé. 1, 2, 3. Vâng, thưa các bạn, thì ở đây thì mình đang test qua phần mềm Adobe Premiere. Thì các bạn thấy là nó chạy rất nhanh, bởi vì CPU chúng ta có đến tận 8 lõi 16 luôn. Và RTX 3060 thì nó quá nhanh rồi. Máy chỉ mất có 16 giây đã xong tất cả một đoạn video 4K để chúng ta dựng YouTube. Các bạn biết là bây giờ làm truyền thông cũng như các công ty kinh doanh và các nhà làm phim bây giờ thì đều dựng qua rất nhiều phần mềm, ứng dụng. Và một chiếc máy mà nó khỏe thì nó sẽ tiết kiệm cái thời gian render của các bạn rất nhiều. Đây, các bạn thấy là chất lượng phím trên dòng này bấm cũng rất sướng nhá. Có điều là con chuột ở đây thì các bạn thấy là mình cảm thấy nó hơi nhỏ này. Đấy. Và con này thì nó thiết kế loa thì nó mở hẳn bên trên chứ không phải là phần đế bên dưới, nên tạo âm thanh vòng khá tốt và mình nghe cái chất lượng loa cũng khá ổn trong cái phòng 20 mét vuông của mình mà không cần phải cắm qua bất kỳ cái thiết bị gì từ bên ngoài. Vâng, thưa các bạn, đúng như tên gọi của nó, đó là laptop gaming, thì điểm mạnh nhất của nó đó là dựng video và chúng ta chơi những tựa game mà có hình ảnh đẹp như này. Đây là tựa game Uncharted các bạn ạ. Các bạn thấy là Vega 6GB thì nó tối ưu cực kỳ nhiều cái điểm mạnh, ví dụ như là các hiệu ứng về ánh sáng thực qua công nghệ lõi của nó là lõi ray tracing. Và bây giờ những dòng mới thì đều tích hợp thêm một cái lõi nữa gọi là lõi Tensor. Và kiến trúc của dòng Vega này là kiến trúc Ampere các bạn nhé. Đây các bạn thấy là nhiệt độ của nó này, nó hoạt động chỉ mức khoảng là trên 71 độ thôi, rất mát luôn. FPS chúng ta nhận được từ game này là 80 và có những lúc sẽ hơn. Với tần số quét 144Hz thì cái khung hình chuyển động của nó cũng sẽ cực kỳ chính xác. Và thản nhiệt như này thì anh em cứ thoải mái chơi mà không sợ hại máy nhé. Tất cả những cái tựa game có trên thị trường từ online, offline thì anh em đều có thể cài với chiếc máy này để vui chơi giải trí những lúc rảnh. Và chất lượng phím của con này thì bấm cũng khá là tốt đấy các bạn nhé. Mong rằng là mọi người ủng hộ kênh công nghệ của TLD bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật các bài tư vấn mới nhất của shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.